Rồi trong cái bài 2 của lớp 1, khi mà các bạn code á, thì nếu như mà bạn nào giỏi thì vô và code từ dòng 1 cho đến dòng thứ N là xong. Còn nếu mà chúng ta chưa giỏi thì với một bài lập trình, chúng ta sẽ đặt ra những câu hỏi. Thứ nhất là bài này làm cái gì? Bài này tính diện tích, tính chu vi. Vậy muốn tính diện tích thì phải có cái gì? Có cạnh, chiều dài, chiều rộng. Mà muốn có được chiều dài, muốn chứa được chiều rộng thì phải làm cái gì? Thì phải khai báo biến. Cái bài này, tại vì các bạn nhìn cái bài toán nó dễ, thành ra các bạn thấy những câu hỏi của thầy có vẻ như thừa. Nhưng thực ra sau này các bạn làm một cái bài toán, ví dụ như là quản trị bán hàng, quản trị một cái chương trình quản lý điểm, quản trị viết một cái chương trình quản lý thư viện, nó cực kỳ nhiều thứ bên trong. Và để giải quyết được một cái bài toán mà nhiều thứ thì mình chia nhỏ ra để mình làm. Mà mình muốn chia nhỏ ra mà nó không có bị thiếu thì mình sẽ đặt những câu hỏi. Câu hỏi lớn trước là mình đang muốn quản lý cái gì. Ví dụ quản lý thư viện đi. Thì trong thư viện mình sẽ quản lý cái gì? Đó, quản lý sách, quản lý các tài nguyên số, quản lý người đọc, quản lý nhân viên thư viện. Rồi, quản lý sách bao gồm những gì? Đấy, như vậy các bạn thấy là cái mình tập cái thói quen đặt câu hỏi thì mình sẽ tự trả lời và mình có kết quả luôn. Và mình làm nó sẽ chính xác. Như vậy quay trở lại bài toán này. Mình tạo ra một cái class mới. Đối với lại cái package lab 1. Mình tạo class bài 2. Bài 2. Và trong bài 2 này mình quản lý hình chữ nhật. Và mình đang cần hai cái biến để quản lý hình chữ nhật, đó là chiều dài và chiều rộng. Vậy chúng ta lại hỏi tiếp, chiều dài mình lưu trữ số như thế nào? Có thập phân hay chỉ là số nguyên? Thường hình chữ nhật có chiều dài thì mình lưu gì? Có thập phân. Rồi, mình đã trả lời được là có thập phân. Vậy mình trả lời tiếp, mình hỏi tiếp, vậy muốn lưu một cái số thập phân thì phải khai báo kiểu gì? Double. Rồi, bây giờ đây là kiểu dữ liệu. Và tiếp nữa là đến tên biến chính xác. Và chúng ta sẽ ghi là D dài, tức là double tên biến là dài. Mình sẽ dễ nhận biết nó. Có một số bạn không biết là khi nào thì khai báo double, khi nào thì khai báo in, khi nào thì khai báo string. Có bạn hỏi thầy như vậy. Vậy khi nào thì khai báo double và khi nào khai báo string? Khi nào? Thì khi có nhu cầu thì khai báo thôi, chứ giờ biết khi nào. Mà muốn biết có nhu cầu thì mình phải hỏi lại những câu hỏi trước đó. Mình đang muốn quản lý gì? Quản lý chiều dài. Mà chiều dài thì nó có số liệu sao? Là có số thập phân. Mà số thập phân thì khai báo double. Được chưa? Cho nên khi mà các bạn lập trình, đừng vội, đừng có vội viết theo thầy. Giả sử là có video luôn. Sau khi mà các bạn xong bài này là thầy upload video cho các bạn. Nhưng vui lòng đừng xem từ dòng 1 cho đến dòng thứ N. Mà nếu như được thì có thể rằng các bạn không cần nhìn màn hình mà chỉ cần mở video của thầy ra ngồi nghe. Đó là cái đoạn mà thầy phân tích ấy, thì mình mới ăn vô trong máu của mình á, đến lúc mà mình tự code không cần nhìn code của thầy luôn. Không cần nhìn code mà mình phải tự code được các bạn, thì lúc đó các bạn mới học giỏi được. Còn nếu mà thầy code gì các bạn code lại thì chỉ có được bài này thôi. Thầy đổi đề cái là các bạn làm không được. Chỉ được một bài này thôi.
Còn nếu mà các bạn ngồi, các bạn nghe, các bạn hình dung được là mình bắt đầu từ đâu thì gần như bất kỳ bài nào các bạn cũng giải quyết được hết ha. Rồi mình sẽ đi tiếp D dài thành D rộng, hai cái đối tượng mình cần quan tâm. Và cái tiếp theo, những con số này từ đâu ra? Mình có cái chỗ để chứa rồi đó, mình có cái xô để hứng nước rồi đó. À, mình phải nhập từ bàn phím, chính xác. Vậy đặt câu hỏi tiếp, muốn nhập từ bàn phím phải dùng scanner. Đấy, bây giờ là các bạn rất tốt rồi. Scanner. Và chúng ta khai báo cấu trúc của scanner. Tên lớp, tên biến bằng new. Đó là cấu trúc của nó. New scanner tạo ra một cái phương thức khởi tạo. Ở bên trong này là system.in. Đó là cấu trúc. Và cái chữ này nè, có nhiều bạn cài cái NetBeans 8.1, 8.2 thì nó không xuất hiện cái chữ sọt này. Còn của thầy là NetBeans 15, cho nên nó có cái phần gợi ý phía bên trong. Thì chúng ta gõ là chỉ có system.in thôi. Còn cái phần mà chữ sọt ở phía trong này thì không gõ nha. Các bạn gõ luôn cái chữ này là nó không chạy á. Cái này là do NetBeans 15 nó gợi ý rằng là bên trong này lấy nguồn ở đâu. Rồi, bây giờ giả sử thêm một cái lệnh nữa. System out. Rồi, ok. Các bạn biết lý do tại sao mà chỗ này thầy code không được không? Biết không? Tại sao chỗ này thầy bấm S out nó không ra? Lý do. Một cái class mình mới tạo ra thì mình không có viết trực tiếp lệnh. Đây mình khai báo thì mình viết được, nhưng mà mình không có viết trực tiếp cái lệnh, ví dụ như là system out print được. Mà mình phải cần có một cái hàm gì? Hàm một cái phương thức. Thì trong này mình mới viết được system out. Được chưa? Như vậy mình xây dựng một cái hàm main để mình viết lệnh trong này. Như vậy mình đã có chiều dài, mình đã có chiều rộng. Được không? Rồi cái lệnh scan, cái biến scan này mình có thể khai báo ở bên ngoài này luôn cũng được. Mình có thể sử dụng lại nhiều cái chương trình con ở phía sau thì mình dùng scan ở đây nó vẫn ok. Và chỗ này mình thông báo chiều dài 2 chấm, và print này mình có dùng print line không? À, mình dùng print thôi. This chấm d dài d dài Rồi trong hàm main thì mình phải khai báo bên trong này. Nếu như mà bạn viết chương trình con thì được. Ví dụ mình ghi là public void nhập. Lúc mà các bạn học nhập môn lập trình mình đã có học hàm viết chương trình con chưa? Rồi, giả sử như mình viết nhập đi. Rồi mình thử viết một cái hàm nhập ở đây. Trong này this chấm đó d dài nó thấy ha, còn trong hàm main thì nó không thấy, nhưng mà mình gọi ở đây thì ok. D dài bằng scan chấm net double. Rồi tương tự như vậy chúng ta sẽ nhập chiều rộng và d rộng bằng net default. Ví dụ cái đoạn code như vậy có gì khó hiểu không? Và xuống đây chúng ta gọi nhập.
Rồi nhập chỗ này nó báo lỗi, chỗ này thiếu static. Ok. Public static. Các bạn viết trực tiếp cũng được, còn nếu mà viết như vậy thì nó sẽ thuận tiện hơn. Rồi để thầy thử cái này xong rồi tí nữa thầy viết trực tiếp lại cho các bạn luôn. Này hơi phức tạp, nó để viết gọn lại ha. Ok. Như vậy chúng ta sẽ viết gọn lại trước đi. Rồi chỗ này chúng ta khai báo trong hàm main luôn. Phần này chúng ta viết trực tiếp ở đây. Rồi, ok. Rồi, như vậy chúng ta sẽ viết theo. Rồi. Chúng ta viết thông thường như vậy. Như vậy chúng ta đã nhập được đối tượng dài và rộng. Bây giờ chúng ta sẽ tính chu vi diện tích. Như vậy để tính chu vi thì phía bên trên này chúng ta sẽ khai báo cái biến chu vi và khai báo cái biến diện tích. Và max max hay min? Min. Rồi. Chúng ta sẽ có d chu vi bằng d dài cộng d rộng nhân 2 d diện tích bằng d dài nhân d rộng. Bây giờ mình sử dụng hàm của cái thư viện Max. Thư viện Max. Vậy thì trong trường hợp này, nếu như chúng ta viết d min bằng chấm min của d dài và d rộng, được chưa? Nó khác với C. Trong C mà nếu bạn muốn sử dụng thư viện Max, mình phải làm gì? Mình phải import nó vào, được chưa? Đó. Rồi trong trường hợp này chúng ta sẽ xuất ra system out dài phần trăm theo dạng format dài phần trăm f xiết n rộng phần trăm f xiết n chu vi phần trăm f xiết n diện tích phần trăm f xiết n min phần trăm f xiết n. Rồi, mình có gì? D dài phẩy D rộng phẩy D chu vi phẩy D diện tích phẩy D min.
Rồi như vậy là mình đã có xong. Được chưa? Rồi chạy thử ha. Dài, rộng, dài, rộng, chu vi, diện tích, min. Được chưa? Bài này dễ hay khó? Có bạn nào có cảm giác rằng cái dòng nào mà mình không chắc không? Cứ mạnh dạn đi các bạn. Mới học, không có gì phải ngại cả. Chưa biết hôm nay chứ chưa chắc là ngày mai không biết. Cho nên là các bạn cứ yên tâm hỏi. Có dòng nào mà mình có cảm giác là chưa ổn không? Nè. Rồi mình thử viết lại bài này và mình sẽ phân tích yêu cầu ha, mình có nhu cầu viết cái gì thì sau đó mình sẽ bắt đầu mình viết. Chứ nếu như mà các bạn không phân tích được mà các bạn cứ viết từ dòng 1 cho đến dòng 29 thì các bạn không tự viết một cái bài khác được. Và cái phần mà thuộc đầu dòng này nè, tab này rất quan trọng nha các bạn. Cái nào anh em, cái nào cha con,